Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình này góp nhận 400 tóc cần có kiểu là ta TKM các bạn. Để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, bấm nút start nè bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh channel các bạn. Rồi mình lên rồi. Kênh channel thì các bạn follow các bạn. Rồi các bạn bấm set vuốt cho nó luôn. Chạy qua nền tảng PS20 các bạn. Còn này hiện tại chạy trên nền tảng ETH EC20 các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nè. Xong anh 4.1. Mọi người cho bot nè mà. Sẽ đứng luôn người ta. Theo tài Twitter thì các bạn follow vào tài Twitch và Pinbot nè các bạn. Tài Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like và tài Twitch lên nè. Chương trình góp này nó sẽ tôi cần này sẽ list sàn hưu các bạn, các bạn chỉ dẫn cho tôi quýt nữa các bạn. Các bạn liền lại username của nó các bạn. Thịnh Ken. Rồi bot lợi. Các bạn tôi quýt lên các bạn. Rồi xuống này các bạn like nó 1-2 bài đi các bạn. Đây dự án của nó nè các bạn. Dự án của Hàn Quốc các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mới đáp lại. Các bạn điền là ê, chết bà Phan nó dặn ra luôn các bạn, để mình kiếm lại các bạn. Tiếp tục thì bạn điền username Twitter của các bạn thì các bạn vào trang cá nhân các bạn thì sẽ gặp username của bạn thôi. À không, MMO của bạn nè các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với EC20 với chút xin với chút wallet nha bạn. Các bạn copy địa chỉ nha, dự án này khá là đơn giản luôn các bạn. Các bạn bước xuống các bạn tìm kiếm địa chỉ NH nha bạn. Và dự án trước đồng Z mình mới làm video hướng dẫn các bạn này nó đang phong phối nữa bạn. Còn đồng Dot nó tự động 50 phút nữa nó về sau nghe tất cả các bạn. Rồi bạn bắt vào đây. Rồi bạn bấm Balaxi để check số cần kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 400 tóc cần của hiệu là TKM nè. Các bạn gì lấy nâng ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha.